TH True Formula, dinh dưỡng vàng cho trẻ phát triển toàn diện. Anh về đợi của em đi. Thôi em ơi, quá muộn rồi. Em quyết định lại, anh về. Anh về đợi em. Cái gì? Anh về đợi em. Hãy là sức lực của em rồi. Trời ơi. Về đợi của em đi. Trời ơi thôi. Giờ anh phải làm sao tròn đấy khi tìm khách cả hai hình dung. Ba hình dung lận. Lại đi. Làm lại đi. Đây, đây, đây em giữ một nơi đợi đây. Ba. Thôi. Giờ anh phải làm sao tròn đấy khi tìm khắp cả ba hình dung. Vui buồn cùng ái nhưng lòng đã man ước thề. Một người cho anh tình yêu, một người anh trao hy vọng, một người ấy. Một người có rồng rạn. Anh làm sao phải tròn đấy. Chọn ai? Rồi sao? Trời ơi, vậy là mình còn hai đội này thôi. Mà Nhân Khoa chọn ai? Thật ra đây là một lựa chọn rất khó khăn trong cuộc đời của em. Ai chọn em đâu? Ai sao anh biết? Sao ở trước cửa chùa anh cứ sân si với một người em như thế nhỉ? Mấy là đẹp vậy em có còn xua đuổi cỡ em mà ai sao chọn? Anh biết? Đẹp, ổ sắc đẹp nó quan trọng cho cuộc sống như thế này. Rồi xong. Đẩy em ra rồi. Để em thật sự. Thật sự em rất hợp với những người. Em xin tha thiết lên Khoa. Có kinh nghiệm không? Em hứa em có sự quyết tâm. Khỏi xin. Ồ đây, đội này ba đủ rồi là. Ồ nhưng mà em không được lựa chọn hả anh Giang? Đó em được chọn mà. Wow, đúng là ông bà mình nói đúng. Nồi nào úp dung đó. Em không biết được. Cái môi thăm lè là biết mặn hoa rồi. Em chết rồi. Vậy mà em cứ sợ là tất cả mọi người không nhận được ra em. Vậy tưởng em là người Sóc Trăng. Người Sóc Trăng đâu có xấu vậy. Con gái. Hello. Con gái tươi. Em làm gì mà em thẹn bây giờ ra cứ cười em thẹn đúng điểm hoài luôn. Hồi nãy ra là em không dám cười thì cười sợ mọi người nhận ra. Ừ, em cười tè hẻ, cái mày nói tè hẻ ra. Em ra cái nguyên chùa biết em liền á. Đây để chú mở này cho con. Rồi bây giờ chúng ta đặc biệt nè Tăng Phúc. Thì cho tới ngày hôm nay là Tăng Phúc là lần thứ hai xuất hiện tại chương trình. Đúng rồi. Tăng Phúc là ai mà có thể mà mời hai lần? Người ta tắm là không giờ tắm một lần hai lần cho một dòng sông. Đúng rồi. Mà tại sao Tăng Phúc là trận trước có mà trận này có? Bạn là có người nhà trong ekip hay sao? Dạ thật ra là lần trước mọi người tưởng quê ở Đà Lạt nên mời em. À. Nhưng thật ra quê ở Sóc Trăng. Cho nên là mời lại lần đâu, nữa. Chứng minh nhân dân đâu? Đây. Đúng rồi. Quyền nào vậy Lâm? Quyền nào? Quyền cho chấm lên, quyền cho chấm lên, quyền hoạch gì anh chị, quyền thanh chị chấm lên, thanh chị, quyền thanh chị, cái gì? Trời ơi, bây giờ sao quýnh anh hoài vậy? Ở Đà Lạt đó là Tăng Phúc xuất hiện với vai trò là ca sĩ và gọi hỗ trợ cho dàn cast cùng khách mời vượt qua thử thách. Còn hôm nay là người chơi chính của chương trình. Chúng ta vỗ tay cho sự xuất hiện của Tăng Phúc. Yeah. Sự xuất hiện của Mạc Văn Khoa. Dạ, cảm ơn mọi người đã nhận ra em ạ. Chúng ta vỗ tay chào đón Hoa hậu Tiểu Vy. Hôm nay em đại diện cho ba anh em khách mời. Đầu tiên là cảm ơn mọi người ạ. Rồi cảm ơn em, vỗ tay cảm chưa, ơn Hoa. Chưa, em chưa nói hết. Vậy hả? Cảm ơn mọi người nãy giờ đã tới coi cái tiết mục Sóc Survive Sóc Trăng do ba anh em tụi em hát, dàn dựng, múa, cật lực. Ôi, em tập luyện chưa? Mỗi lần quay lại hai em sẽ xây nhau ra thôi mà. Tính ra em không có hình luôn á Khoa. Em múa gần 1000 tổ hợp như vậy mọi người. Ủa, vậy là sao hả? Vậy là múa dữ rồi đó hả? Tụi em tập hôm qua tới giờ luôn. Khoa, trước chùa không nên nói dối. Trước chùa không nên nói dối. À nãy giờ em múa được khoảng 1 tổ hợp ạ. À, đúng rồi. Thì nãy giờ mọi người nghe bài hát đấy rồi thì ba anh em tụi em có 3 câu hỏi dành cho mọi người ạ. Bình thường mọi người hỏi cho em nhiều rồi. Thử thách cho tụi em hỏi lại. Ok, rồi. Mời đại diện đứng ra đại diện trả lời. Rồi thôi. Vậy thì cho anh hỏi em là Sóc Survive có nghĩa là gì? Sóc Survive là xin chào đúng không anh? Đúng rồi đấy em. Yeah. Ô thiệt hả? Ngoài xin chào ra thì còn có nghĩa là bạn có khỏe không gì đó. Ồ, là xin chào bạn khỏe không? Ừ. Dạ, giờ tới con hỏi chú nha, Tonobon là dịch như thế nào? Chú đó là cảm ơn hả? Chưa, mà chú mình mới vừa xin chào xong tự nhiên giờ chú cảm ơn. À, nãy là xin chào khỏe không? À, ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa là si bai nẩu. Tonobon là gì con gái? Tonobon. Người yêu. Vậy. Ủa là bé học bài chưa? Tu na bòn là bạn đi đâu đó. Rồi Phúc hỏi luôn đi. Để em hỏi
hỏi một người mà không liên quan gì tới miền Tây đi, em hỏi Bích Phương. Dạ. Vâng. À, xin hỏi Bích Phương là trong bài hát có một cái câu là tùa chế tùa hia ứ tá lư thìa. Là vừa nãy là đã có khỏe không rồi? Xin bạn, chào. Xin chào rồi. Anh yêu em không? À, không. Ủa không phải ạ? À? Thế cuối cùng thì là gì ạ? Ở miền Tây hay có là khê chế với hia, có nghĩa là anh với chị đó. Anh chị. Là chị, chế là chị, hia là anh. Là có nghĩa là anh chị hãy lại đây em kể cho nghe. Có nghĩa là kể một là câu, kể về câu chuyện về quê hương của em cho nghe. Oh. Là tùa chế là chị ơi, còn tùa hia là anh ơi. À. Chị ơi. Mấy chế mấy hia đó. Tên gọi chính xác của tỉnh Sóc Trăng là Sóc Khleng, trong tiếng Khmer nghĩa là xứ có kho chứa bạc của nhà vua. Wow. Dựa theo tên gọi này, chủ đề của chặng này đó là truy tìm kho báu dựa trên việc thu thập các mảnh ghép sau các trò chơi. Sau khi tìm đủ 10 mảnh ghép, các bạn sẽ mở được cánh cửa kho báu và giành chiến thắng trong chặng hành trình này. Hiểu rồi. Quan trọng là trong kho báu nó có cái gì. Đúng vậy. Trước khi bắt đầu thì chúng ta sẽ chia đội. Và đây sẽ là đội hình xuyên suốt chặng này. Wow. Trời, đội hình tồn tại mãi mãi. Mỗi đội có 3 thành viên và 3 cô gái sẽ là 3 đội trưởng. Mời 3 cô gái đứng lên trước đi ạ. Hình thức chia đội đó là 3 cô gái sẽ đứng trong vòng tròn. Chàng trai nào muốn vào đội của cô gái nào thì nhảy vào vòng tròn của cô gái đó. Quyền quyết định sẽ nằm trong tay các cô gái. Nếu từ chối chàng trai nào vào đội của mình thì đẩy chàng trai đó ra. Wow. Trời ơi, chắc em với Khoa là bị đẩy liên tục. Em như em một vòng tròn riêng quá. Trời ơi, chắc nhục chết luôn. Khoan, chúng ta bắt đầu trò chơi. Yeah. Wow. Em nghĩ là đâu thể mà ba chị em mình xinh đẹp thì tự nhiên cho mấy anh chọn đúng không? Bây giờ mình phải chọn cái người nào mà mình cảm thấy phù hợp tiêu chí, còn không thì mình không chọn. Chị sẽ chọn người. Ủa? Chị sẽ chọn người. Ủa? Ủa mình đi đâu vậy hả thầy? Ủa đang chọn hả? Ủa chọn không? Chọn không có chơi không? Tụi em cảm thấy bị rẻ rúng quá. Chọn đội phải chọn chồng đâu. Chọn những người khỏe nè, trẻ nè, đẹp trai. Tính ra tiêu chí của ba chị em mình nói là ở đây không có ai. Ý là con chỉ muốn chọn hiếu thứ hai thôi chứ gì. Chú. Ồ. Trời ơi. Thôi bây giờ ở đây không có ai đẹp hết. Trời ơi. Em cũng được mà em. Bắt tay nhà chị cũng được đấy. Cái mặt này là gì? Cái mặt này là gì đây? Ủa anh đẹp em. Em chạy ra anh phải quắt em lợi chứ sao? Anh lướt qua em không chạy. Không phải gu người ta. Cái mặt này là đẹp nè. Không phải gu người ta. Bây giờ nha, mời Tân Phúc đi đầu tiên. Tuyệt vời. Để em. Ủa sao kỳ vậy? Trời, em không biết chọn ai luôn á. Em đùa giỡn với người ta tiếp Phúc. Ủa sao giống hai chị em chơi nhảy dây vậy? À nhỏ, chị chọn em. Ủa mà người ta làm gì? Đá hoài. Thôi. Về. Em về. Em không chọn mất được. Về kiếp. Lên. Lô em. Hôm bữa là em có lỡ muốn chọn chị xong rồi em không chọn nữa. Rồi. Thì hôm nay em cũng không muốn chọn chị nữa. Trời ơi. Vậy mà hồi nãy lúc nãy mới hỏi em đứng đây cái chị. Thôi đừng luôn. Khóc nữa. Đừng có như vậy. Chị đừng đây, khóc chị nữa. Em thôi. Em phải bị đáng đánh. Thôi chị để em tâm sự. Trời ơi, em đâu phải con chị đâu. Em chào chị. Thì cũng không muốn giới thiệu gì thêm. Thì em thật ra em học chung trường cấp 3 với chị. Nhưng em cũng có một cái nữa đó là em là người anh em của Hiếu thứ hai. Là người anh em của Hiếu thứ hai. Nghe đồn mà hôm nay không có Hiếu thì em muốn vô đội chị. Chị có chấp nhận không ạ? Thì chị cũng xin thưa. Xin thưa hả? Hồi nãy chị có nghe em nói là em có chọn chị Ngân, xong rồi em cũng không chọn chị Ngân nữa thì thôi. Bây giờ thì chị cũng không chọn em. Còn có, nếu như mà chị không chọn em mới chọn chị Ngân. Trời ơi trời. Cảm ơn chị. Ủa gì vậy? Là đẩy ra rồi đó mà. Ủa gì vậy? Chị quắt em vô là. Rồi xong luôn, chỉ còn một chỗ cuối cùng thôi. Không, chị thấy từ nay đến giờ em đối xử với hai cô gái xinh đẹp kia cũng không ok. Chị hết lựa chọn rồi. Chị ra đi. Để em có một thế giới riêng của em đi. Em đi về đi, em đã bị tất cả rồi, tạm biệt em. Quay về đi em thôi. Vậy đây, đó là hú sâu là cạm bẫy tình yêu. Là hết rồi. Nhìn mấy người đẹp trai, mời Isaac. Ủa?
Làm trước đi, làm trước đi. Anh mới nhìn em rõ ràng. Anh bị lé, anh bị lé. Gì cho cái miếng mà anh làm trước đi. Làm trước, làm Isaac, trước. Isaac. Làm em, trước em. Đi. Làm công việc. Khán giả yêu cầu em. Không, Isaac. Anh Isaac nè. Em không biết làm gì hết á. Anh ơi, lên lên. Dòng em là tài sắc vẹn toàn. Trời ơi, sao tới vòng này nữ thuyết phục luôn vậy? Anh ơi, em có hai cái này em muốn gửi cho anh. Anh hãy vào vòng của em đi. Nhận không mọi người? Cái đó ra tiền đó. Cái đó ra tiền đó. Tính vật. Tính rồi, làm tin. Anh xin phép, tin. Anh xin phép lướt qua dòng tiếp theo để anh xin phép. À, chào Tiểu Vi. Dạ, à, chào tiêu anh. Chí của Tiểu Vi là gì ạ? Tiêu chí của em là có chí có lực, không cần đẹp trai. Không cần đẹp trai. Quá. Wow. Em từ chối anh luôn. Không, em không có từ chối nhưng mà ý là em cũng không cần đẹp trai. À, có nghĩa là em có chí lực đúng không? Dạ. Em có coi hình gì được rỡ chưa? Dạ, em có coi. Anh thấy anh chơi game được không? Anh có lực cũng có chí á, mà được khuyến mại đẹp trai thì cũng ok mà. Em thấy được. Được đúng không? Thì được thôi đúng không? Dạ được. Dạ, rồi, cảm ơn em. Cô thấy chưa? À, tiêu chí của bác là gì ạ? Tiêu chí của tôi là có sự quyết tâm trong cuộc sống vì tôi bị thiếu chủ quyết tâm. Bác có chủ quyết tâm không? À, tôi có chủ quyết tâm. Bác cũng có chủ quyết tâm. Quyết tâm biết bao năm rồi. Rồi đúng rồi, tôi cũng cảm nhận được sự quyết tâm của bác. Bây giờ tôi xin trao đổi tính vật cho bác. Là bác cho tôi tính vật luôn. Gì ghê vậy? Bác tài vừa có sự quyết tâm trong cuộc sống mà lại còn được khuyến mại thêm đẹp trai thì em nghĩ là không tội gì mà không chọn bác tài vào trong đội của mình anh em. Xin được chọn bác tài vào đội của em. Rồi. Mời trả tính vật cho em. Lấy của người ta mà còn đi qua bên đây đưa cho người khác nữa. Tôi vô đấy nha. Ê, đừng làm đi lại anh Lâm ơi. Mẹ Lâm. Tôi vô. Mẹ em đưa hết cho anh Lâm, đừng vô dòng em Lâm ơi. Em xin anh Lâm đừng vô dòng em Lâm. Anh phải vô. Đừng Lâm ơi. Lâm ơi, Lâm ơi, Lâm ơi. Lâm, 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 Lâm ơi. Anh vô. Đừng. Chúng ta cùng đất. Rồi, sao? Trời ơi. Rồi, đứt dòng yên ương. Trời ơi. Thôi thật là nhảm nhí. Hoa hậu, cho anh vô nha Hoa hậu. Anh, em thấy anh hơi đánh người lắm. Không có, anh không đánh người. Anh biểu diễn tài năng cho em coi. Ghê vậy. Lá bằng chân anh ơi. Ý là cái này là dùng trí với anh. Trời ơi. Quá quá. Cái này là dùng trí với anh. Trời ơi. Gì? Cho anh vô nhà em đi Di. Anh ơi, hồi nãy em mới vừa nói là anh đánh người xong rồi anh. Nhưng hai người là đang tông sọt tông đó, mặc cùng màu tím giống nhau. Ê, người ta đẩy ra là không tròn rồi đó, đừng có nảy nữa, được không? Có cần kiếp chồng chung không? Ê, vô đội này là mạnh nha, vô đây là đội mạnh nha. Nhưng mà bác ơi, nhưng tôi sợ anh Lâm lắm. Ủa? Sợ gì, sợ gì? Bây giờ, bác phải logic bây giờ cùng đội mình tính cộng. Đúng rồi, tôi lau nhà cho nó, tôi lau nhà rồi. Em sẽ là thử thách đây này, bây giờ anh đã lắc đứt hai cái vòng, rồi bây giờ anh lắc làm sao trông mạnh mà nó không đứt cái vòng này thì là anh vô đội của em, ok. Nè, Vi, coi chừng con. Có dành cho người con nữa bây giờ. Lắc qua khỏi đầu qua ra ngoài luôn. Lắc anh luôn, anh giơ tay vào đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh Lao, em quyết định lại, anh về đội của em đi. Thôi em quá muộn rồi. Em quyết định lại, anh về đội của em. Anh về đội em. Anh về đội em. Hãy là sức lực của em rồi. Trời ơi. Về đội của em đi. Trời ơi thôi. Giờ anh phải làm sao tròn đấy khi tìm khách cả hai hình dung. Ba hình dung lực. Lại đi. Làm lại đi. Đây em giữ một nơi đỏ đây. Ba. Thôi. Giờ anh phải làm sao tròn đấy khi tìm khắp cả ba hình dung. Vui buồn cùng ái nhưng lòng đã man ước thề. Một người cho anh tình yêu, một người anh trao hy vọng, một người ấy. Một người có rồng rạn. Anh làm sao phải tròn đấy. Chọn ai? Rồi sao? Trời ơi, vậy là mình còn hai đội này thôi. Mà Nhân Khoa chọn ai? Thật ra đây là một lựa chọn rất khó khăn trong cuộc đời của em. Ai chọn em đâu? Ai sao anh biết? Sao ở trước cửa chùa anh cứ sân si với một người em như thế nhỉ? Mấy là anh đẹp vậy, em có còn phải xua đuổi cỡ em mà ai sao chọn? Sao anh biết? Đẹp, màu sắc đẹp nó quan trọng cho cuộc sống như thế này. Rồi xong. Đẩy em ra rồi. Để em thật sự. Thật sự em rất hợp với những người. Em xin tha thứ lên qua. Có kinh nghiệm không? Em hứa em có sự quyết tâm. Khỏi xin. Ồ đây, đội này ba đủ rồi là. Ồ nhưng mà em không được lựa chọn hả anh Giang? Đó em được chọn mà.
Wow, đúng là ông bà mình nói đúng. Nồi nào ức dung đó. Xin mời các đội đặt tên cho đội mình ạ. Nhâm báo. Nén. Báo chương trình. Hên tìm được kho báo luôn. Rồi, đây là nhóm kho báo. Đây là nhóm bún nước lèo. Còn đây là nhóm bao khó. Cái gì vậy em? Kho báo, bao khó. Thôi mình chân dân dã đi, đội bánh bía đi cho nó chắc. Bánh bía đi cũng được ăn. Bao khó anh nghi quá. Rồi, bánh bía.